Ok, và hai sao bạn đã trở lại với Xeno mình. Mình là Hành Trung Yên bên đây và mời chào mừng bạn đã trở lại với Xeno của mình nha. Sau một thời gian gọi là bận cưới vợ thì bây giờ mình đã quay lại và lợi hại hơn xưa rồi các bạn ơi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ trở lại với series huyền thoại, đó là series siêu xe trong GTA 5 nha. Ok, đây để mình tắt, để mình chỉnh lại cái. Ok, mượt rồi các bạn ơi. Đó, mình đã mod đồ họa lại luôn, các bạn thấy đồ họa đẹp ghê hơn không? Ghê hồn nhớ. Này xin tự giới thiệu cho bạn, đây chiếc Lamborghini mày quá không chày, Lamborghini Aventador các bạn ơi. Đó, đồ họa cực đỉnh luôn các bạn, đẹp quá đẹp luôn. Đó, chiếc Lamborghini của mình, lái cẩn thận, thiệt là cẩn thận để đi review cho các bạn nha. Các bạn nhớ để lại 1.000 like để ủng hộ mình nha các bạn. Chỉ cần 1.000 like thôi chúng ta sẽ có tập mới liền nha các bạn. Một ngày bao nhiêu tập cũng được luôn. Bây giờ mình đã rảnh trở lại các bạn ơi, cứ việc để lại cho mình một like một subscribe, mình sẽ làm video và làm tới chết luôn các bạn à. Đấy, lời hứa dinh dự luôn đó. Test nhẹ giật nhẹ xe cái đây, review cho bạn coi. Đây là con Lamborghini Aventador nha bạn. Các bạn thấy màu nó bóng nó đẹp không? Nó nhìn đồ họa nó đẹp ghê không? Nó là do mình mod xong đó các bạn. Bạn mod của mình gọi là cái độ bóng gọi là cực đỉnh luôn á, quá trời dữ luôn. Ôi ba mẹ nó chạy xe láo láo liền thật sự. Để mình chạy lên, mày muốn chết rồi thì ra mày chọn cái chết, thì ra mày chọn cái chết. Đứng lại em trai, em biết anh là ông cố nội của em không? Mày chỉ là Lamborghini đời cố lỷ thôi à. Thằng này láo, biết Lamborghini đời cố lỷ không mà dám mà cà khịa với anh trai hả? Chắc phải nẹt nẹt bô cho nó mấy cái quá. Ồ à, mình mở lò lớn lên cho bạn nghe tiếng nẹt bô nha. Ủa nó lốp 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 các bạn, hỏi đù mình nẹt bô mới được. Nốn mày láo hả? Đua mày, đua mẹ dứt luôn, quá dứt luôn. Nè tuổi bạn nó cũng mà cũng khá đấy, mình sao mình làm lại anh các bạn. Mẹ nó tăng tốc xong rồi dứt rồi mình sang số 2 cái là mình mẹ bỏ nó mà cả cây luôn bạn. Một cây hai sao đua lại anh, biết anh là gì không? Anh là ông cố nội của em đây, anh là Aventador nhớ, bỏ nha em. Đường trống anh em mình dứt cái nữa nào, nẹt bô không? Nó kéo quá kìa. Ui có cái gờ bạn ơi, đó thích kéo với chúng tôi không hả em trai? Rồi làm bụi đi, có anh nó đẹp. Trời ơi tăng tốc quá mạnh các bạn ơi. Để mình đi độ nữa bạn, bản này có bản body kit nữa bạn, đẹp lắm. Đó, để từ để anh đi độ xe cái. Cái này có body kit nữa, để mình ngồi trong xe mình lái cho bạn coi. Oh my god. Đó này, cảm giác ngồi trong xe Lamborghini nha. Bá phê không các bạn? Đó, đường nè. Ok. Nhìn được cái. Tí nữa xe đụng rồi. Đó, Lamborghini ngồi thấp thật sự các bạn. Lamborghini chạy đường thẳng thì dễ chạy, chứ chạy trong đường phố là hơi thấp các bạn, nó xe nó quá thấp so với xe những xe khác. Nói chung là ta lái im, chạy vô đại lộ Hollywood mà nẹt bô thì thôi rồi luôn rồi lượm ơi. Màu này đẹp quá bạn ơi, công nhận màu này của Lamborghini đẹp quá, kiểu màu đen mà đen carbon các bạn, hơi bóng bóng á chứ không phải là full carbon ha. Nhìn trội vô vô nắng ra nắng nó cũng đẹp, mà vô trong bóng tối nó cũng đẹp các bạn à, đẹp thiệt sự. Mình nhớ map hết các bạn yên tâm, mình nhớ được cái chỗ mà đậu xe rồi. Qua cái gờ giảm tốc xe giật hơi bị dữ nha, nó nảy lên vô lăng hơi nhiều quá. Ủa này rồi tốc độ của Lamborghini, cơ hội kéo được rồi, có mai lên rồi. Ui mai lên chính đường, bà mẹ nó mai lên. Ủa rồi ơi, kéo nhẹ đập cái nhẹ cái bạn ơi, phơi quá nhờ. Nó vô xứng độ à, quên trả về N các bạn. Trên cái Lamborghini này chỉ cần trả về N chúng ta sẽ có thể nẹt vô thoải mái nha. Độ xe ở đâu đây?
Ai gì? Vô, đổ xe. Ok, Lamborghini Aventador LB700 nha các bạn. Hơi bị đỉnh. Đây rồi, mình sửa nhẹ xe, cái xe hơi quẹt. Quẹt đâu thì không biết. Bumper các bạn. Nó body kit nè, thấy chưa? Ôi cái mặt body kit đâu. Ui, ôi, ngầu quá anh ơi, động cơ không độ bạn. Hút nè. Đó, LB World Limited Edition các bạn à, phiên bản Limited Edition. Đó, ngầu chưa? Edition là nghe là thấy xịn rồi đó bạn, màu là cứ màu này thôi, màu này đẹp. Nó hút. Cái trên cái cửa sổ chắc cửa kính nó đẹp hơn. Ôi ơi. Đó, body kit ngang đó bạn. Trời ơi là trời nó ngầu. À, bản đồ 27.000 đô tương đương với năm mươi mấy triệu. Spoiler gánh lúc gió nè. LB Performance Limited Edition các bạn à, xịn thật sự luôn á. À, từ từ quá chụp lại cái nhẹ, trời ơi ra ngoài thì nó ngầu thì thôi đúng không bạn, ôi đẳng cấp không các bạn, à, đẳng cấp không, chết người không, trời ơi nó bá kìa, nó đẹp kìa bạn, nhìn nào đó, mình đảo một vòng các bạn xem nha, bạn thấy khi mình mod đồ họa lên đẹp không, các bạn ủng hộ thì nhớ cho mình 1.000 like để mình comeback nha các bạn, mở đèn lên cái đó. Cái đèn này nó buổi sáng nó không sáng à, buổi sáng nó không có dạ lên máy. Ủa, cái cặp mâm đen quá đen đẹp quá các bạn ơi. Má, ngồi bảnh thiệt, bảnh tỏn thiệt. Má, trời qua gờ nó giật cái vô lăng kìa, nó phải ra cao tốc test mới được. Đó. Mình phải ngồi xa xa ra để đạp cái vô lăng nữa. Đó. Oh my god, nó phải ra test các bạn ơi, phải test con quái thú này mới được. Nãy giờ chạy trong phố chạy số 3 các bạn cho đỡ giật các bạn ơi. Chạy số 1 giật quá. Đó, chạy số 4 đi các bạn cho nhẹ xe các bạn. Để thôi xe bốc quá chạy không nổi các bạn. Đó, đường phố buôn ơi. Khá là nguy hiểm nha. Đường phố muôn màu sao thiếu em. Tuôn 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 ấy à ấy. Má dân chơi chạy xe cà khịa thế dân chơi. Dân chơi chạy xe cà khịa quá, biết tôi chạy Lamborghini không, tôi có đâu cần phải giới thiệu. Vượt đèn đỏ tí nhá, đạp nhẹ ra thôi, nó sương sương lên trăm lẻ đi cho thành phố các bạn, đi Lamborghini mà. Nhanh quá nhanh. Đạp thắng nhẹ cái thắng khá làng đấy, đi số 1 đó bạn, Pepsi dừng lại cho Lamborghini đi đi. Đó, lái. Đây rồi. Thử thử cái nhẹ bạn. Ui. Số 1 140 các bạn ơi, mày lên nhanh thật sự. Ôi. Ủa nó bốc thiệt sự luôn bạn. Kìa nó rít về cũng nhanh á. Ôi con. Ôi có cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Có vụ bắn lộn mới sao bạn ơi. À, có thằng nào mà cướp giật gì đó bị bắt về thôi, chạy đi không liên quan, em chỉ là đi đua xe thôi em không biết gì đó. Rồi chạy số 2 các bạn, ôi 170 km/h chỉnh chắc cái vô lăng luôn nha. Đó cảm ơn các bạn, cầm lái con Lamborghini này này thật là phê các bạn à, chạy gọi là sướng tới tận nóc luôn á. Đó. Đó kéo hết số 2 nè, đường đông quá các bạn ơi, đông quá không thể nào mà chạy gọi là max speed được. Ồ nhường đường đây, vượt nè vượt nè. Ui trời trời, bể body kit rồi, bể body kit rồi, quay xe lại quay xe lại quay xe lại, đường đông quá các bạn. Ui trời ơi thằng trước nó chạy ẩu quá ẩu. Đấy, đường đông quá rồi không có test xe được cái đường này các bạn ơi, mình phải xóa xe thôi, đường đông quá bạn chỉ chạy sương sương được mấy cái thôi nha, giờ mình test xe nè 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 đưa 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 đó, nhìn xe nè nhá, trời ơi nhìn xe kìa hiền khô các bạn, nhìn xe nó chất hiền khô rồi, nó chất thì phải nói luôn, nhìn cái view này các bạn chết người không, các bạn nhìn nó thèm không các bạn,
Nói cảm giác lái con này trong GTA 5 phải nó sướng gì đâu luôn mà. Đây. Anh đạp nha bạn, chuẩn bị lúc ra nha. Ủa. Từ từ. Thằng số 2. Kéo nhẹ quá cô này ơi. Số 3. Ui. 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 Cái sensi của cái vô lăng này hơi nhạy các bạn, để mình chỉnh chỉnh cái sensi của cái vô lăng này lại. Nó hơi nhạy các bạn, nó hơi nhạy so với cái đánh lái của cái tốc độ này. Tốc độ này nó đánh quá nhạy. Chỉnh lại đánh cái độ nhạy của nó. Chỉnh được các bạn. Rồi. Mình đã chỉnh lại cái độ nhạy của nó các bạn. Cái độ nhạy nó hơi quá nhạy để mình có thể lái gọi là chính xác được con này. Đó, hợp lý đó các bạn, độ nhạy hợp lý đó. Ok rồi. Ơi. Ui. Đấy, mạnh quá các bạn ơi. Phải nói là lái con Lamborghini này nó quá mạnh. Độ gơ nó lớn quá các bạn ơi. Cái vô lăng này nó độ gơ lớn quá, để từ giảm xuống đó bạn, mình phải chỉnh cho một cái độ gơ thích hợp các bạn. Rồi nặng nè, nặng lắm đó nè, vô lăng nặng lắm đó. Rồi cho chuẩn cái vô lăng các bạn. Đó chuẩn vô lăng nè. Đó, hợp lý rồi nè, chuẩn cái này, chuẩn cái vô lăng nắm đó nè. Hồi nãy là nó quá nhạy. Đó, lái gì mới đúng nè. Ôi xe bị sao dữ ta, xe có vẻ bị lắc quá bạn. Ôi thôi ngay rồi đó, hợp lý các bạn, mình chỉnh ngay được cái vô lăng rồi đó. Vô lăng này đúng chuẩn lái Lamborghini nè bạn. Hồi nãy là cái vô lăng nó bị nhẹ quá các bạn, mình chỉnh lại cho nó hợp lý rồi. Bây giờ nè, bây giờ test mát bit của con Lamborghini này nè. Thử sức cho bạn coi nha, coi cái tốc độ của nó cỡ nào nha. Ổn 300 nè, 300 rồi. Vô lăng nó hơi đảo các bạn, cái bánh nó hơi bị xè ra hai bên nhau. Cái nào phải tại vô lăng đó bạn, hay mình giữ được cái vô lăng không? Nhiều bạn thắc mắc tại sao là anh Hành Dung tại sao anh không lái bằng bàn phím mà anh đi lái bằng tay vô lăng chi cho cực vậy. Thì mình lái bằng vô lăng á bạn, mình mới biết cái phản hồi của chiếc xe này, biết chiếc xe hay hay dở bạn. Còn trên bàn phím á bạn nó không có biết được cái vô lăng nó trả đúng hay theo xe hay không. Đó. Chạy bằng vô lăng mới biết xe hay hay xe dở các bạn ơi. Vô lăng này còn hơi nhạy một chút bạn, để mình giảm cái độ nhạy nó xuống cái nữa. Là chỉ cần lần đầu các bạn tập đầu mình chỉnh cái vô lăng thôi, tập sau mấy tập sau là ok hết rồi bạn. Giảm độ nhạy nó xuống còn 300. Rồi. Giờ độ nhạy của nó chỉ là 300 thôi. Hồi nãy độ nhạy của nó 800 các bạn. Đó. Hợp lý nè. Nó đập rồi đó. Đập mà đó. Ơi ơi. Má đầm về chỉnh xuống còn 100 luôn các bạn ơi. Mình nghĩ nên chỉnh xuống cái độ nhạy của vô lăng còn 100.
là hợp lý. Đó, tập này chúng ta phải gọi là phê, test cho phê con này. Chạy tốc độ chậm thì không sao, các bạn tập 1-200 là lái bình thường lắm, còn lên 300 kìa bắt đầu mới mới thấy sự hay dở của chiếc xe. Đó. Ổn rồi đó. Cái sự siết của chân ga quá bạn. Ôi ôi. Ôi cảm giác cái chân ga nó siết quá bạn. Mình đạp ga nó bị vẫy đuôi các bạn. Nó vẫy lên cái vô lăng các bạn. Ôi. Nó đúng là con này con bò tốt khó trị mà các bạn. Nó mạnh quá. Oh my god. Con này giống như là các bạn biết không, nó không có công nghệ luôn các bạn. Con này là kiểu thuần tốc độ luôn các bạn, nó không có công nghệ hỗ trợ hay gì các bạn ơi. Để mình chỉnh công nghệ lên coi. ABS. Traffic control nè. Hỗ trợ phanh nè, ABS. Chỉnh ABD. Chỉnh ABD lên các bạn, nó bật cái hệ thống hỗ trợ lái ABS lên, cái kiểu ABD lên để coi xe nó đầm hơn các bạn. Có ABS thì ngoài nha các bạn, chỉnh được ABS đấy. Đó, đồ họa đẹp nè. Đó, lái tèn tèn cho bạn coi nè. Tầm 80 thì lái vô tư các bạn, tầm 100 thì mình lái một tay các bạn. Lái đúng ngoài đời các bạn, kiểu ngoài đời chạy sao trong game chúng ta phải chạy vậy. Các bạn kiểu 170, 180 là mình chạy một tay, mình chạy xíu 4 mình chạy. Các bạn tầm tốc độ này không có vấn đề gì hết bạn, quan trọng là chạy lên nhanh thì chúng ta xử lý thì mới khó. Đó, tầm 140 không, đi nhẹ nhàng một tay. Đó, thư thả. Con này đánh lái liếc rất là nhanh nha bạn. Nên số nặng. Ui, ui trời 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 trời. Trời 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 mới đụng cái gì mà vô răng nó giật cái. Quảng hồn luôn á. Tôi tỉnh luôn á. Tỉnh luôn á. À, kéo cho bạn coi nè. Muốn. Thấy không? Nhập tua nhảy bạn. Ba trăm năm mấy cái mét giờ bạn. Hết đường hết đường hết đường hết đường. Thắng thắng thắng. Dồn số. Ôi, kết hợp dồn số nữa thì xe nó quay lại bao nhanh luôn các bạn. Nó sẽ quay đầu xe. Đi tua hấp nè bạn, đi tua cao là 7-8 ngàn các bạn. Đó. Kích thích không? Set số 2. Hết số 3. Hết số 4. Và của Counter lại các bạn, chúng ta phải đánh lái ngược lại để counter cái việc trượt xe các bạn. Nhưng mà không thành công lắm. Đó, để em đi phượt cho bạn coi trên con này các bạn. Chúng ta test tốc độ con này chạy được 300 mấy các bạn, 300 rồi phải chạy đường thẳng các bạn ơi, không có siêu xe nào 300 mà luồn lách nổi hết bạn. Kể cả siêu xe F1 luôn, để mốt mình review với F1 cho bạn coi nha. Đây rồi. Đó, 300 mấy. Chúng ta sẽ đi nhẹ nhàng 200 các bạn, 200 thì chúng ta còn xử lý được. Rồi mở xe lên review. Đó, chúng ta phải gọi là chơi chân thật các bạn, chơi phải học ngoài đời chứ ngoài đời các bạn chạy 500-600 km cả ngàn km giờ mà chui vô game chạy thôi các bạn, trong ngoài đời ra mình chạy được. Đó, đi số 1 nè. Đó. Đó, số 2 muốn vượt xe khác nè, tách qua đạp số 1. Ổn, mắc tiêu luôn. Ổn, ý là bên Mỹ nó chạy còn cỡ đó đó.
Thôi vòng ra cao tốc, lượn một vòng. Số 3 đạp nè các bạn. Đạp từ số 3 lên nè các bạn. Đó, đạp từ số 3 lên nó vẫn hụ nha. Đó. Rồi kéo dữ dằn lắm nha. Cứu tôi, amen. Oh shit. Oh shit. On. Rồi, rồi góc nhìn hết tôi lái cho coi. Lái một lần này thôi nha. Không có lần thứ hai đâu, tôi chỉ làm được một lần thôi nha. Đó, coi góc nhìn này nè mới phê nè. Bắt đầu mà đi giải tranh bát hương vàng mở rộng. Trời ơi, hãy đợi đấy các bạn ơi, các bạn yêu ơi. Ủn. Hả? Lụa chưa, lụa chưa? Lụa chưa chị Bảy ơi. Ây da, lách quá lách. Chết mẹ chị Bảy rồi. Chị Bảy về lấy lái xe kiểu này rồi, ai cấp bằng cho chị Bảy đây? Gọi điện báo công an luôn. Rồi làm lại một lần nữa nha, lần này mà tôi mà lái mà đụng xe một cái tôi bán chiếc xe này luôn. Hứa. Lần này mình đụng xe cái nữa anh bán xe luôn các bạn. Bán xe cho các bạn nhá, rẻ luôn. Đó. Này mình chạy hai chân các bạn, một chân gao, chân thắng luôn. Cầm trăm mấy là lách thoải mái bạn, trên 180 là lách hơi ghê. Một chân gao, chân thắng luôn. Chó, ô, chó biết quay đầu các bạn. Biết quay đầu là bờ hả cu. Đó. Ra chạy số 2 chỗ chất các bạn, chạy số 2 chỗ mạnh. Cũng này đạp lên số 3 được thì lên. Đó, về lại số 2 đi. Đảo. Dễ gì đụng con tôi. Lấy số 2 mà tôi vượt một cái một. Xe này lấy về số cực nhanh luôn các bạn. Không như xe ngoài đời mình đâu các bạn, xe ngoài đời mình kiểu mà mấy chiếc xe bình thường các bạn, lấy nó về nó hẳn chừng không phải mấy giây nữa thì nó mới về số liền, còn cái này lấy cái về liền các bạn, không kịp suy nghĩ luôn các bạn. Lấy cái là nó ủn liền á. Quá đúng là làm bùi niềm à. Về số 1 là đó. Đó. Lấy cái là về số 1 liền. Đạp cái là hụt liền. Đạp cái là hụt liền. Skill lái xe chưa? Quên lên số rồi vậy đó bạn. Nó hụ vậy đó. Đó mà số 1 chạy 140 rồi bạn. Còn gì bằng nữa. Ui, má nguy hiểm quá man. Để xe nguy hiểm quá man. Đó, đẹp vô trong phố nè. Chạy số 1 là lách thì thôi luôn. Lái bao cạnh vô luôn. Ghê chưa, ghê chưa. Ui, có tiếng súng nổ luôn, không biết ở đâu ra. Nhưng mà có tiếng súng nổ. Ấy à. Chạy vậy, tôi không biết gì hết, tôi chạy. Ơi. Trời ơi, trời 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 trời. Ơ, số 1 mà vô chạy mà ghê thiệt, luồn lách đã thiệt. Ui. Trời ơi. Đau thiệt, đau nóc combo rồi. Ghê không các bạn? Cao tờ đó bạn. Đó, lái ù lần mới lách được mấy pha đó các bạn. Ui, Kia Cerato đỏ chạy bắt chạy với cha. À không, tao mày tao không làm lá bồ Guinea. Mày chạy đi thằng Kia Cerato màu đỏ. Màu đỏ. Đỏ lửa. Mày phải chạy giá nha. Khử bất nạn thiệt mà. Nốn. Chóc sơn
Dạ ok ha, hôm nay sẽ kết thúc tại đây các bạn. Nếu các bạn thấy hay đừng quên bỏ lại cho mình xin một like và subscribe để channel của mình để mình có tiếp tục làm động lực là nhiều video mới đấy nha mọi người. Bye bye mọi người, hẹn lại mọi người video tiếp theo.